Ngày 21 tháng Giêng, Thánh Anne, trinh nữ tự đạo. Thánh Anne là thiếu nữ Roma qua đời năm 304. Ngài chịu tự đạo vì đức tin khi mới 12 tuổi. Thánh nữ Anne được rất nhiều người biết đến, dù lịch sử chỉ kể lại được vài chi tiết về ngài. Điều này thật cá biệt vì Thánh Ambrosio và các vị thánh thời gian khác trong giáo hội sơ khai đã viết về đời sống của thánh nữ. Anne yêu mến Chúa Giêsu cách thiết tha, đến nỗi thánh nữ chỉ chọn Chúa Giêsu làm bạn trăm năm của mình. Nhiều chàng thanh niên lúc ấy ao ước được kết hôn với thánh Anne vì thánh nữ có sắc đẹp. Tuy vậy, Anne chỉ muốn dâng hiến trái tim của thánh nữ cho một mình Chúa Giêsu. Anne luôn luôn nói rằng: chỉ mình Giêsu là hôn phu của tôi. Ngài đã từ chối kết hôn với con trai của một vị thống đốc, và việc này làm cho ông rất bực mình. Ông đã cố gắng thuyết phục Anne chấp nhận làm vợ của ông bằng những tặng vật và những lời hứa hẹn. Nhưng Anne vẫn nhất mực trả lời ông rằng: tôi đã đoán hứa với Thiên Chúa rồi. Thánh nữ Anne bị buộc tội là tín hữu công giáo, và người ta đã đem ngài đến với nhà cầm quyền. Nhà cầm quyền hứa ban tặng Anne những món quà đẹp nếu chối bỏ Thiên Chúa. Nhưng thánh nữ đã từ chối. Rồi nhà cầm quyền lại cố gắng làm cho Anne hoảng sợ bằng cách trói ngài lại. Anne vẫn không chịu khuất phục. Thánh nữ còn phải chịu nhiều cực hình tra tấn khác nữa. Sau cùng, Anne đã bị kết án và bị giết chết. Thánh nữ Anne được chôn cất trong một nghĩa trang cùng mang tên với ngài, nghĩa trang Anne. Năm 354, con gái của hoàng đế Constantino đã xây một ngôi thánh đường lớn ở đó và cho đặt thi thể của thánh nữ Anne bên dưới bàn thờ. Thánh nữ Anne đã có những quyết định anh hùng và đã kiên tâm thực thi những quyết định ấy. Anne làm được việc này bởi vì ngài đã đặt Chúa Giêsu làm trung tâm cuộc đời tiên thiếu của ngài. Thánh nữ xin Thiên Chúa ban cho sức mạnh để sống trung thực với lời cam kết Kitô giáo của ngài. Chính tình yêu Thiên Chúa đã ban cho thánh nữ Anne sức mạnh cần thiết. Chúng ta hãy nài xin thánh nữ Anne ban cho sự can đảm và lòng yêu mến Chúa Giêsu như ngài.